Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng ngắm hoa và sưu tầm giống nhé. Đây là loài lan thanh đạm cho hoa rất thơm. Nó được mệnh danh là vua của các dòng thanh đạm. Cây có tên gọi là Thanh Đạm Indo. Khi hoa nở thì những vòi hoa từ trên thân bắt đầu rủ dài xuống và nở hoa nhìn rất sum suê, cảm tưởng như những chuỗi pháo vậy. Cây thơm đến nỗi mà khi ta đứng cách chậu hoa 5 mét vẫn ngửi thấy hương thơm của nó. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi thì hương thơm nó sẽ lan tỏa ra khắp cả khu vườn. Đây cũng là một trong số những cái giống lan thanh đạm đắt tiền nhất hiện nay mà chỉ có những người sành chơi mới sưu tầm được. Mời cả nhà cùng thưởng thức hoa, và nếu mọi người muốn sưu tầm giống lan này có thể xem đằng sau của clip, em có chia sẻ một số chậu đẹp, hơn chục thân mỗi chậu mọi người nhé. Vừa rồi thì mọi người đã được ngắm cái mặt hoa rất là đẹp của cái cây Thanh Đạm Indo mọi người ha. Thì hôm nay thì ở bên vườn em thì đang có một số cái chậu Thanh Đạm Indo để cho anh em sưu tầm về làm giống. Thứ nhất thì cái cây Thanh Đạm Indo đây nó có một cái đặc điểm rất là đặc trưng về cái kiểu lá. Đó là cái kiểu lá của nó lúc nào nó kiểu bồng bềnh, nó có cái gò giống như là kiểu lốm đốm đây nè. Mọi người xem, tức là nó sẽ có kiểu bồng bềnh chứ nó không láng trượt hết là cả cái lá. Đây mọi người xem, lá nào nó cũng có vài cái vết giống như là vết rổ bồng bềnh lên nè. Đó, đây là một trong số cái đặc điểm mà quan trọng nhất giúp cho mọi người chúng ta phân biệt được cái cây Thanh Đạm Indo này so với những cái cây thanh đạm khác trên thị trường ha. Và bên vườn em thì trồng chăm sóc cái cây Thanh Đạm Indo này cũng chia sẻ cho anh em qua rất là nhiều năm rồi, và có những cái clip mà lúc mà lên hoa nó nở, nếu mà mọi người search á, mọi người muốn search xem cái clip hoa thì mọi người cứ gõ Thanh Đạm Indo thêm cái chữ Xơ Rá nữa là sẽ ra rất là nhiều clip trên YouTube bên vườn em quay cái hoa nó lúc nó nở mọi người nha. Và phải thực sự là nói là cây này nó rất là thơm, và đó chính là cái đặc điểm quan trọng nhất mà khiến cho cái cây Thanh Đạm Indo nó được rất là nhiều người ưa thích và được mệnh danh là vua của các dòng lan thanh đạm. Và nhiều anh chị em thì cũng muốn sưu tầm cái cây Thanh Đạm Indo này. Tuy nhiên thì nói chung là nó cũng phải tùy đợt này mới có mọi người nhé. Đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm á, khi mà cây nó ra nụ ra đồ thì bán rất là nhanh hết. Và đợt này thì vườn em đang có một số cái chậu giống đây, thì anh em muốn sưu tầm về để chơi, chăm sóc, làm giống, chờ tới tầm cỡ tháng cuối năm, những tháng tầm 11-12 là cái thời nở rộ nhất của cái cây hoa lan Thanh Đạm Indo này, thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để trên tiêu đề để đặt mua mọi người nhé. Và cái cây này thì nó là một cái giống lan nhập ngoại, thì mọi người nghe cái tên Thanh Đạm Indo là chắc cũng biết là nguồn gốc là từ rừng ở đâu mọi người nhé. Tức là có nguồn gốc là từ rừng Indo ha. Và chính vì nó là một cái giống lan nhập ngoại nên là nó khá là mắc tiền. Và mỗi một chậu như vậy thì bên vườn em đang chia sẻ với giá là 400.000 mọi người nhé. 400.000 một chậu như vậy. Nói chung chậu nó cũng được cỡ hơn chục thân của mọi người, rất nhiều thân nha. Hơn chục thân anh em về làm một chậu vậy là đẹp rồi. Và cứ một chậu như vậy thì có giá là 400.000 ha, 400.000 rồi. Và nếu mà mọi người mua hai chậu, mọi người mua hai chậu một lần như vậy thì sẽ có giá là 750.000. Và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu, chắc tầm cỡ 30-40.000 mọi người nhé. Đó, thì mọi người mua thì em sẽ lựa những cái chậu khỏe đẹp cho mọi người. Và các bạn chị có thể là treo luôn, hoặc là mọi người có thể là trồng vào những cái chậu to hơn một tí mọi người nhé. Đây như vườn em đang trồng nè. Mọi người có thể là chỉ cần đặt vào trong một cái chậu thôi, và chúng ta rải thêm ít than, ít vỏ thông xung quanh vẫn là được ha. Mọi người kiếm một cái chậu to hơn, ta đặt cái này nguyên cái chậu này vào trong, rồi rải xung quanh là vỏ thông với than là xong. Cái giống này thì nó rất là dễ thuần, nên là về mọi người trồng chăm sóc nó tương đối dễ, làm giống tương đối dễ mọi người nhé. Và chỉ biết là chờ tới tầm cuối năm và đầu xuân là cái mùa mà cây nó nở rộ nhất, và khi mà nở thì nó sẽ thành từng chùm mọi người, từng chùm nó rủ xuống giống như gọi là giống như đuôi cong đuôi phượng nữa, đó là nhìn chơi rất là thích. Rồi, và đây thì mọi người mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để trên góc màn hình nha. Mọi người liên hệ đại 0384 750 258. Những chậu gửi cho mọi người sẽ là chậu khỏe đẹp, hơn chục thân mọi người nha. Mọi người lưu ý hơn chục thân luôn nha. Vườn em gọi là bán chậu to luôn chứ không có chậu nhỏ để chia sẻ. Rồi anh em mua một cái chậu to về người ta chơi làm giống, là gọi là làm cái chậu nái luôn, chơi cho nó đã mọi người nha. Rồi xin cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp đặc sắc tiếp theo ở trên kênh Lan Rừng Hàng Độc Xơ Rá. Anh em mua thì chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại hoặc Zalo 0384 750 258. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại cả nhà. Bên em sẽ gửi qua đường bưu điện thì người ta sẽ có bưu tá đi giao hàng. Thời gian gửi thì vườn em là Kon Tum gửi đi. Bác nào ở các tỉnh gần Kon Tum thì tầm 1-2 ngày tới, bác nào ở xa có thể tầm 3-4 ngày mọi người nha. Rồi xin chào mọi người. Cây này yên tâm, gửi nguyên chậu mà, gửi cả 10 ngày chả vấn đề gì. Các bác cứ an tâm về thời gian gửi nha. Xin chào mọi người ạ.